Duyên nợ đã lại đưa cặp huynh đệ của Liverpool, Sadio Mane và Mo Salah một lần nữa phải đối đầu với nhau cấp độ đội tuyển quốc gia. Lần này Salah đã trả lại món nợ với người đồng đội và đưa đội tuyển của Anh có lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé dự World Cup. World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, từng chứng kiến nhiều cặp huynh đệ cùng khoác áo một câu lạc bộ phải tương tàn với nhau để chọn ra một người đi tiếp. Có vài lần tình anh em trở nên sứt mẻ bởi không có lợi ích nào lớn hơn lợi ích quốc gia, giống như cái cách mà Wayne Rooney từng bị Ronaldo nháy mắt sau tấm thẻ đỏ. Đó là khoảnh khắc gã Shrek bị bắt lỗi về tình huống tranh chấp với Ricardo Cavano và phải đi tắm sớm, còn người đồng đội của anh tại Man United Cristiano Ronaldo cũng là tác nhân cho điều này xảy ra. Cái nháy mắt ấy khiến Rooney vừa tức giận vừa tiếc nuối vì giây phút không kịp làm chủ bản thân. Nhưng sau này, cựu tiền đạo của Man United chia sẻ rằng ngay sau trận đấu, anh đã đối mặt với Ronaldo trong đường hầm. Những người đàn ông phải như vậy, làm rõ mọi vấn đề ngay lập tức, thẳng thắn nhất, mặt đối mặt, CR7 có vẻ ái ngại, muốn nói lời xin lỗi với Rooney thời điểm đó. Nhưng vấn đề gì mà, bóng đá phải là như vậy. Chúc may mắn, hẹn gặp lại. Huấn luyện viên của Derby County sau này đã tiết lộ những câu nói khi hai ông bạn thân đối mặt với nhau như vậy. Câu chuyện của Mo Salah và Sadio Mane chưa có vài tình huống căng thẳng kiểu vậy, nhưng không sớm thì muộn, họ sẽ phải vận dụng đến một vài nghệ thuật hắc ám để giúp đội tuyển quốc gia của mình có được lợi thế. Định mệnh đã đưa họ một lần nữa trở thành vật cản của nhau, lần này là trên chặng đường đến với World Cup. Chỉ cách đây không lâu, Mane từng khiến Salah ôm hận trong trận chung kết giải bóng đá châu Phi. Vua Ai Cập khi đó phải rơi lệ khi nhìn đội tuyển nước nhà lần thứ hai về nhì tại giải bóng đá châu Phi. Lần này, anh lại phải chứng kiến chính người đồng đội của mình nâng cao chiếc cúp vô địch. Cả hai phải dắt nhau đến tận loạt sút phạt đền mới có thể phân định được thắng thua. Salah được chọn làm người sút cuối cùng, nhưng tiền đạo sinh năm 92 còn chưa có cơ hội thể hiện kỹ năng thì Ai Cập của anh đã thua mất rồi. Sadio Mane chính là người đã đi tới an ủi người anh em tại câu lạc bộ, dù cho trước đó anh đã bị Salah chỉ điểm về cách sút phạt đền. Trên chạy cánh, người Senegal đã bỏ lỡ tình huống sút phạt đền ngay ở những phút đầu trận và Salah chính là tác nhân tạo ra cú sút hỏng ăn đó. Vua Ai Cập đã quá hiểu người đồng đội nên đã tranh thủ chỉ điểm cho Gabaski để cản phá thành công. May thay, Senegal vẫn có được chức vô địch, nếu không mọi chuyện sẽ thực sự thảm họa với Sadio. Lần này định mệnh lại sắp xếp họ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại World Cup. Người thắng sẽ đưa đội tuyển quốc gia nước nhà đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, còn kẻ thua sẽ phải ngồi theo dõi trận đấu qua TV. Và World Cup sẽ đứng trước nguy cơ thiếu vắng một trong hai vì sao lớn nhất của bóng đá lục địa đen, Sadio Mane và Mo Salah. Cuối tháng trước, Mane từng tiết lộ cặp đôi từng nhắc lại những gì đã xảy ra ở trận chung kết CAM Cup, nhưng chưa bao giờ nói về các trận đấu tại vòng loại World Cup sắp tới. Ngôi sao chạy cánh người Senegal chia sẻ, "Chúng tôi chỉ đề cập đến quả đá phạt đền hỏng ăn của tôi thôi. Tôi hỏi Salah vì sao anh lại mách nước cho thủ môn của mình. Anh ta chỉ cười và biết rõ kiểu gì tôi cũng làm một vài đòn tác động tâm lý lên đối thủ, nên Salah cũng phải tìm cách phản đòn. Họ chỉ nhắc về những gì đã xảy ra, còn tương lai sắp tới thế nào, mọi thứ hãy để trái bóng tròn định đoạt." Cả hai đội tuyển này đều không thể vượt qua vòng bảng của World Cup 2018, với Salah chấn thương sau trận chung kết Champions League đã khiến anh không thể có mặt, bất chấp Ai Cập vừa lọt vào vòng chung kết lần đầu tiên kể từ năm 1990. Senegal của Mane lại có một kỳ World Cup thực sự đáng quên. Đội bóng của anh đã nhận thất bại trước Colombia ở lượt trận quyết định, sau đó ngậm ngùi dâng chiếc vé vào tay của chính đối thủ. Giờ là Qatar, nơi cả Salah và Mane chỉ một trong hai người có được tấm vé lên chuyến tàu đang sắp sửa lăn bánh. Senegal có sự tự tin rất lớn sau khi đánh bại chính đối thủ để đăng quang trước vô địch, trong khi người Ai Cập đang khát khao phục thù. Chia sẻ trên Twitter, huấn luyện viên trưởng của họ Carlos Queiroz khích lệ tinh thần: "Chúng ta phải trải qua một chặng đường rất dài mới có thể đến được đây. Chúng ta hiểu rõ thử thách sẽ phải đối mặt, sẽ không có bất kỳ tiếc nuối nào cho trận đấu sắp tới." Vị trí lực gia người Bồ Đào Nha khao khát được trả món nợ và màn trả thù ngọt ngào nhất chính là tấm vé dự World Cup. Trợ lý cũ của Sir Alex không được lòng nhiều người vì áp dụng triết lý phòng thủ khi đối đầu với Senegal tại World Cup. Hơn ai hết, ông muốn chứng minh cho tất cả những kẻ ghen ghét đó nhận ra rằng ông đã có quyết định chính xác. Thế đấy, chỉ một tấm vé nhưng đằng sau nó là cả những câu chuyện đầy thú vị. Nó khiến cuộc đối đầu giữa Senegal và Ai Cập rạng sáng nay thu hút sự chú ý hơn cả. Trong một ngày mà vòng playoff châu Âu đã tạm nghỉ thì đến lượt lục địa đen chiếm sóng. Và với những ai đã chọn theo dõi trận đấu này, có lẽ họ không phải thất vọng vì ngay từ những phút đầu tiên bàn thắng đã đến. Mo Salah đang là chân kiến tạo đứng thứ hai ngoại hạng Anh. Anh biết làm thế nào để đưa người đồng đội có được vị trí thuận lợi nhất để ghi bàn. Nhưng ở cuộc đối đầu với Senegal, vua Ai Cập đã biến đẳng cấp kiến tạo của mình lên một tầm cao mới, kiến tạo cho đối thủ tự đá phản lưới nhà.
Nhận định chuyện dài của người đồng đội, Mo Salah phá bẫy Việt vị trước khi dứt điểm đưa bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành đối phương. Không hiểu hậu vệ Salisusis lóng ngóng thế nào lại đưa bóng tìm đến mảnh lưới nhà trong sự bất lực của Mendy. Bàn thắng đó đã khiến sân vận động với sức chứa 75.000 người tại thủ đô Cairo như muốn phát điên. Sadio Mane không thể để đội nhà đánh mất lợi thế sớm như vậy được. Ngôi sao bóng đá Senegal trở thành tâm điểm của mọi đường lên bóng, thậm chí anh còn quyết định đột phá, sục thẳng vào khu vực trung lộ. Nhưng những cú dứt điểm của số 10 bên phía Senegal lại thiếu đi sự chính xác. Trong khi đó, bên phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Carlos Queiroz càng có cơ hội để triển khai lối đá phòng ngự. Thứ chiến thuật của ông từng bị nhiều người Ai Cập cho rằng không phù hợp với đội tuyển quốc gia nước này. Nhưng trong một ngày hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ chơi vô cùng tập trung, bóng đá phòng ngự lại lên ngôi. Ai Cập nhường phần lớn quyền kiểm soát bóng cho Senegal và chờ tung ra những đường phản công. Đó là một lối đá hợp lý, bởi nói gì thì nói, Ai Cập không thể có chất lượng đội hình như đối thủ được. Vậy nên chọn phòng ngự phản công là một điều hợp lý, nhất là khi nó giúp họ bảo toàn cách biệt mong manh. 45 phút trôi qua rồi cả 90 phút trôi qua, Senegal không thể tìm thấy mảnh lưới của đối thủ. Họ đành chấp nhận rời Cairo trong sự cay đắng với thất bại 0-1. Càng cay đắng hơn khi bàn thắng duy nhất của trận đấu này lại được ghi bởi chính một cầu thủ áo xanh. Còn với người Ai Cập, họ đã trả lại một phần món nợ sau trận chung kết CAN Cup. Phát biểu sau trận đấu này, Carlos Queiroz không giấu nổi niềm tự hào khi chứng kiến các học trò giành chiến thắng trước Senegal. Ở một thời điểm nhất định của trận đấu, các bạn đã được chứng kiến những chiến binh Ai Cập chiến đấu ở trên sân. Thực tế, đội bóng của ông đã phải chịu sức ép không nhỏ, đặc biệt trong những phút cuối hiệp 1. Nhưng hàng phòng ngự của Ai Cập vẫn đứng vững trước sức tấn công từ Senegal. Queiroz cũng tỏ ra rất tức giận với các phóng viên, những người chỉ trích lối đá phòng ngự của Ai Cập. Ông cho rằng những kẻ đó rõ ràng không biết xem đá bóng, hoặc đơn giản hơn là không biết sức mạnh của Senegal đến nhường nào nên mới nhận định như vậy. Tất nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi chỉ sau đây vài ngày, Ai Cập sẽ phải làm khách đến sân của Senegal trong trận lượt về. Với Carlos Queiroz, những lợi thế ở trận lượt đi xem ra chẳng có nhiều ý nghĩa nữa. Tôi coi cuộc đối đầu này như một trận hòa không đều ở World Cup. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Ai Cập cần mạnh mẽ hơn, cần nhân đôi lợi thế. Chúng tôi phải phòng ngự với 15 hoặc 16 cầu thủ. Tại Dakar, chúng tôi sẽ chiến đấu như thể đang giành giật sự sống vậy. Lịch sử không khắc tên những người chơi hay hơn. Nhìn Italia mà xem, hôm qua họ chơi hay hơn Macedonia nhưng vẫn bị loại khỏi World Cup đấy thôi. Với thắng lợi này, Salah và các đồng đội không dám tận hưởng niềm vui quá nhiều. Trước mắt họ đang là trận lượt về với Senegal trên sân khách vào 0 giờ ngày 30 tháng 3 theo giờ Việt Nam, nơi mà Mane chắc chắn sẽ làm mọi cách để giúp đội nhà có được tấm vé đi World Cup. Nhắc điều này cho các bạn nhớ là luật bàn thắng sân nhà sân khách vẫn được áp dụng tại các giải đấu của châu Phi đấy nhé. Vì vậy Ai Cập chỉ cần ghi một bàn thắng trước Senegal trong trận lượt về, mọi chuyện gần như sẽ sụp đổ với họ. Có lẽ hai huynh đệ Salah Mane chưa đến mức phải nháy mắt, phải dùng những nghệ thuật hắc ám để loại đối thủ khỏi cuộc chơi như Ronaldo hay Rooney đã từng làm. Nhưng cá là trong những thời điểm quan trọng nhất, họ sẵn sàng tung ra những ngón đòn này. Ai Cập và Senegal chỉ có một đội duy nhất được đến World Cup, Salah và Mane cũng vậy. Chỉ có một người được đến Qatar vào mùa đông năm nay. Vì thế nên tình huynh đệ cứ tạm thời gác lại đã, để đảm bảo cho lợi ích quốc gia phải đặt lên đầu tiên.